Đêm Trường Sơn bên cánh dòng nối đuôi bờ thương nhớ, giữa rừng già mưa to một ánh trăng, quyển nhật ký cho em anh chỉ biết được đôi lần, nên cứ mãi thao thức phân quân cùng gió. Anh chợt nhớ đến em lúc băng đèo ngược xuôi, muôn nhân gửi yêu thương trong vời vợi ánh trăng. Thank you.
sẽ trở về bên đồng ruộng nương dâu. Có mẹ có em có chiếc cầu tre lắm. Vì miền Nam yêu thương quân thù còn đang dày xéo, nên anh vẫn tung hành trên khắp nẻo Trường Sơn. Có những lần đồng đội tan lạc với dòng dây của pháo bầy đón quả đồ. Trường Sơn như hoàng bình che chở những đoàn quân. Trơ trọi gốc cây khô rung rẩy cả khu rừng. Nhưng giữa đêm nén lòng vẫn bừng lớn ngọn lửa hờn căm dục bước ta đi với quân kỳ soi bóng. Lời Bác dạy Thiêng Liêng ngàn năm còn vang vọng, dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn đi giải phóng quê. Dội dội đôi dòng anh gửi tặng cho em.